Xin chào đón các bạn đến với lại podcast của Audio Labs. Tôi là host Vĩnh Phú. Và với podcast của Audio Labs thì chúng tôi là podcast đầu tiên nói về các thiết bị âm thanh, về nghe nhìn, về các chủ đề xu hướng mà có sự kết nối với lại các thiết bị high-end hay là thậm chí là ultra-high-end. Trong số đầu tiên này thì chúng tôi rất may mắn khi có sự góp mặt của anh Thanh Tùng, là founder và president của Thanh Tùng Audio. Chào anh ạ, cảm ơn anh đã cùng tham gia vào podcast của Audio Labs. Xin chào Phú. Chào quý khán giả. Cảm giác của một người chơi âm thanh, set up âm thanh, mua các thiết bị gọi là độc nhất vô nhị. Ở Việt Nam có một số những thiết bị âm thanh mà có lẽ là chỉ mỗi Thanh Tùng Audio có. Thì cảm giác của anh ngày hôm nay khi mà chia sẻ về podcast như thế nào? Đây là thiết bị để thu âm thanh, có cái sự đơn giản nhất. Và một thiết bị mà các bạn trẻ đều biết và các bạn ấy đã trải nghiệm rất nhiều. Hôm nay có phải là lần đầu tiên anh Tùng trải nghiệm không? Thực ra thì không biết là bắt đầu như thế nào, nhưng có lẽ mình đến với lại cái mình có trong tay những cái thương hiệu âm thanh như bây giờ là do cái đầu tiên vẫn là cái đam mê âm nhạc. Và trong quá trình đam mê thì mình muốn làm sao mà tái tạo lại được mức độ tốt nhất, thì ngay từ những năm xa xưa là mình đã được nghe nhạc rồi. Và mình đã, thực ra đúng là không những cái việc nghe này, không những là đối với người chơi và nói chung ấy, vấn đề là nếu mà tò mò thì sẽ rất nhiều vấn đề. Nếu mà khi mà tò mò thì bạn muốn tìm hiểu xem là nó tái tạo được gần nhạc sống hơn như thế nào nữa, thì những cái vấn đề đó thì nó sẽ rất thú vị. Và nó sẽ như mình thì mình đẩy cái việc đó lên thành một cái sự nghiệp luôn, cũng là bởi sự đam mê. Và hiện nay có những cái thương hiệu này trong tay là do mình cũng thật sự là mình cũng tìm hiểu rất nhiều, và mình cũng là người rất đam mê kỹ thuật. Thì bản thân thì trước khi vào bước vào cái showroom cái nút năm 1992 thì mình chính là thợ sửa thăng âm, và mình rất là đam mê với lại cái nghề đó, bởi vì mình nhận thấy rằng là ở những thương hiệu khác nhau thì nó có những cái đẳng cấp và những cái level khác nhau đối với cùng sản phẩm. Anh Tùng vừa mới nhắc đến đó là sự nghiệp, một sự nghiệp liên quan đến ngành audio. Vậy thì ngành audio này đã mang đến cho anh những điều gì? Hay là sự nghiệp audio này? Vấn đề về audio thì phải nói là một cái ngành theo mình nghĩ là không đơn giản lắm. Mà khi mà mình bước chân vào nghề này, khi mà mình làm và dần trong quá trình mình làm việc ấy, thì mình phát hiện ra được rất nhiều vấn đề thú vị trong việc tái tạo lại âm thanh. Trên thực tế trên đời này không ai vỗ ngực nói là tôi là giỏi nhất về audio. Em thấy có ai nói cái điều đó đâu. Bởi vì nếu mà làm audio này là mình phải thật sự là hiểu biết về vấn đề kỹ thuật, và cùng với sự đam mê, và phải rất kiên trì, phải rất đam mê, thì mình mới có thể tìm ra được những cái quy luật để làm sao mà cái tái tạo âm thanh được ở mức tối ưu hóa nhất. Rồi, bây giờ mình nói về cái cụm từ mà anh Tùng nhắc rất là rõ, tái tạo âm thanh. Cái ý nghĩa của việc tái tạo âm thanh là như thế nào? Tái tạo âm thanh là thực ra thế này. Chúng ta sẽ đến nhà lớn, mà chúng ta sẽ ngồi nghe hòa nhạc. Thì bây giờ, trong một số trường hợp nào đó, thì dàn nhạc đó người ta đã chơi từ những năm 60, 70. Nhưng em lại muốn nghe cái điều đó ở trong phòng của em. Ở năm 2022. Cho năm mới, cho năm nay. Thì buộc lòng em phải có hệ thống để tái tạo lại cái điều đó. Bằng cách là sử dụng nguồn phát, bản thu âm từ thời gian đó. Em phải sử dụng âm ly, em phải sử dụng loa. Để làm sao cho em nghe lại cái buổi biểu diễn đấy ở trong cái căn nhà của em, ở trong cái phòng nghe của em. Giống như là nó đang tái lập lại cả một cái quãng giai đoạn của lịch sử trong quá khứ. Đúng như vậy. Và vấn đề chính là nó tái tạo lại âm thanh. Và em có thể nghe được cái giai điệu đó và nghe được bằng người chơi. Ví dụ như dàn nhạc của London, hay dàn nhạc của Pháp, dàn nhạc của Mỹ,
và em có thể cảm nhận âm nhạc qua những cái bản ghi âm như vậy. Cái cảm nhận đó nó có nghĩa là ở một vị trí nào đó, cụ thể như là khi mà ngồi tại các phòng nghe của Thanh Tùng Audio, thì em sẽ cảm nhận được giống như là em đang ngồi ở vị trí hàng ghế đầu, hay là nó chỉ cảm nhận ở vị trí trung? Thực ra là nếu mà nói về cảm giác ở phòng nghe thì em phải ngồi ở hàng VIP và em ngồi ở chính giữa sân khấu em nghe, thì ước mơ của những nhà chế tạo âm thanh là muốn lôi được cái điều đấy về nhà em, và em ngồi ở đó và em nghe một cái sân khấu nhỏ bé hơn, có thể phải nhỏ bé hơn. Còn nếu mà em muốn tiệm cận tới cái sân khấu giống hệt như em đã nghe ở nhà lớn thì nó là cả một quá trình. Và như vậy là tất cả những thiết bị rồi dây dẫn rồi loa sẽ lớn dần lên, thì em lại thật sự là vẫn phải có một sự đầu tư về mặt kinh phí nếu em muốn tiến tới sân khấu trung thực. Mà tiến tới càng gần thì cái vấn đề đó là em sẽ mất chi phí càng nhiều. Chi phí ở đây không phải là em cứ phải ném ra một đống tiền đâu, nhưng mà em phải hiểu nó. Ví dụ như là cái loa này là nó tái tạo được đến như thế này, 110 decibel này nó lên nhất là 130 decibel chẳng hạn, thì em phải tiến tới như vậy. Cho nên bản thân như là trong một số cái việc như là quảng cáo về loa thì có những cái ý rất là sâu xa mình phải hiểu. Ví dụ Magico M9, người ta nói là cái loa này có thể đạt tới 130 dB, tức là đủ cho buổi hòa nhạc rồi, cho một cái mức âm thanh lớn nhất. Như vậy thì khi mà vào căn phòng có đầy đủ các thiết bị ở một cái từng mức đó là thực sự tốt, thì một người bình thường không nghe âm nhạc nhiều vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, đúng không ạ? Hay là chúng ta cần thêm một cái lỗ tai thượng đẳng để mà thưởng thức âm nhạc hòa tấu classical music? Theo mình thì đầu tiên thì vẫn là cảm nhận âm nhạc. Cái cảm nhận âm nhạc mà đạt cái phẩm chất audiophile, tức là đạt cái phẩm chất của người chơi chuyên nghiệp, thì nó phải lên tới một cái tầm khác. Cái tầm đó như thế nào ạ? Cái tầm đó là làm sao là mình, trên thực tế thì hiện tại thì bản thân như dân chơi ở Việt Nam mình thế thôi, chắc có đi chỗ nọ đi chỗ kia, nhưng mà vấn đề chính là cái quan trọng nhất là cái việc setup nó phải được tối ưu hóa mà hay nhất có thể trong cái tầm thiết bị như thế, và là phải setup đúng, phải setup làm sao cho nó tiệm cận gần được tới cái buổi biểu diễn nhạc sống. Và ai là người setup được điều đó là đến gần nhất thì người đó sẽ là thành công. Và trong chơi audio này thì nó cũng thực ra nó cũng nhiều vấn đề tế nhị, nó cũng có nhiều khách chơi khác nhau, và có nhiều người nó là những là cái đẳng đấy, có người thì set được mà có người thì có thể là không thể nào set tới được. Có hai đấy. Chữ anh đang nói là Phú cảm thấy đặc biệt, đó là đầu tiên là cái đẳng làm sao để set được, và làm sao để không set được, bởi vì tất cả nó đều là âm thanh. Đấy, nó khác nhau như thế nào cái chữ được và không được? Tế mà nói thì chúng ta phải đi vào cái bản chất của âm thanh. Khi mà em nghe đúng tần số, ví dụ như anh cho là em đến một cái buổi biểu diễn thì em sẽ thấy có một cái vấn đề để mà nói về hiện tượng vật lý dễ nhất, để chính là có thể là một cái nhạc, nó nhạc pop hoặc nhạc jazz thì nó sống động một chút. Thì ví dụ như là tiếng bass thì em thấy bao giờ nó cũng ở dưới chân, ở dưới ở ngay dưới đất ấy, dưới lòng đất. Thế còn tiếng tép rồi tiếng những cái tiếng mà xanh ban của trống ấy, thì nó cũng phải chăng thôi. Và những cái quan trọng nhất là những cái nhạc cụ chính như là piano hoặc là violon thì nó phải đúng tiếng. Thì nếu mà em nghe nhạc sống xong thì em về, mà nếu mà thật ra thì đây anh nói setup sai nhé, thì có lẽ là bass coi như là gần như là nó lưng lửng ở trên bụng hay trên ngực chẳng hạn, nó không thể xuống được, bởi người ta làm lệch hết toàn bộ cái khoảng tần số rồi. Rồi tiếng tép thì có thể là người ta nghe như là một loại tiếng động, bọn anh nói vui là giống như tiếng tép thì nghe như tiếng kẽn, thế không còn là tiếng xanh ban đồng nữa. Thế thì những cái chuyện đấy là do cái setup nó rộng, nó từ việc chọn đầu tiên vẫn là chọn amply và loa. Đấy, sau đó thì là mình mới setup mà mình sử dụng dây dẫn và cũng như là các hiện thực vật lý về điện thì phải rất là chính xác. Thì bản chất của high-end là kết nối mà. Cho nên nếu mà mình kết nối không đúng thì nó sẽ ra là những vấn đề nó cứ bóp méo dần đi, nó sai lệch dần đi.
công suất ví dụ như là 100 mình không đáp ứng được đủ thì nó sẽ chỉ còn có 5-60 thôi. Và dẫn tới là cái hệ thống nó không chơi đủ được công suất và nó giống như kiểu bị distortion, tức là nó méo đi. Nó không còn nguyên trạng nữa. Yeah. Nhưng mà nếu mình mở rộng ra một tí, bởi vì em vẫn nghĩ đó là khi mà con người chúng ta cần cái sự công bằng, anh Tùng sẽ được thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa, phục nghe high-end, thì tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội đó nếu như họ để tâm vào việc đó. Vậy thì ai sẽ là người set up được? Và tại Việt Nam chúng ta, Thanh Tùng Audio là một đơn vị như vậy. Nhưng mà cái quá trình để mà anh tập luyện, em vẫn nghĩ là đây giống như một bộ môn khoa học, đúng không ạ? Để anh thử và anh sai nó diễn ra như thế nào để mà mình có được một phòng nghe, em tạm gọi đó là hoàn chỉnh. Theo mình nghĩ đánh giá đầu tiên mà các audiophile phải bước qua đó chính là điện. Điện phải đúng. Bởi vì thực ra trong các hệ thống âm thanh high-end ấy, thì đầu tiên là mọi người đều nghĩ là điện chỉ cắm và là có điện là chơi thôi. Nhưng mà đối với high-end thì những cực dương hoặc là cực trung tính và cực địa là phải có. Và phải chính xác. Yeah. Bởi vì khi bạn sử dụng bàn là hay là sử dụng nồi cơm ấy, thì bạn chỉ cần cắm có điện là chạy. Và cận đảo đầu cực thì vẫn chạy. Thì đối với high-end thì để cho khai thác hết cái hệ số phẩm chất của một chiếc amply, tôi ví dụ nhé, thì người ta sẽ phải sử dụng là người ta sẽ những cái cực điện đấy, người ta làm cực kỳ chính xác, thì chúng ta phải tuân thủ những điều đó. Điều đầu tiên của high-end là như vậy. Thế còn lại thì các bạn phải có những cái, tất nhiên là thông qua hệ thống phân phối, và chính bản thân các bạn cũng tìm hiểu để làm sao cho cái việc mà kết nối giữa loa với tăng âm là tốt nhất. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì điều đầu tiên là công suất là phải đúng. Ví dụ như cặp loa này người ta yêu cầu 250W thì mình đáp ứng công suất đủ 250W. Ở Việt Nam thì hiện tại đa phần là mọi người nói chung là gần như là có amply và có loa là ra tiếng. Thì cái đấy nó cũng có thể là nhiều cái nó sẽ bị kiểu nó bị sai số dần mà chúng ta không nhận thấy đâu. Nhưng mà rồi thì điện một tí sai, rồi âm ly một tí sai, thì tự nhiên nó cuối cùng là nó ra một cái là không còn chính xác như âm thanh mà nhà sản xuất nó kỳ vọng. Bản thân anh Thanh Tùng là có sai nhiều chưa? Có chứ. Nó như thế nào? Dạ, thực ra là bảo anh làm đồ hi-fi, anh cũng không giấu là anh làm đồ hi-fi là từ năm 1992 cho đến năm 2000, anh nhớ là năm 2005. Thì đầu tiên là thực ra bọn anh đầu tiên, chính ra đầu tiên là cái ngành high-end ấy là, tức là mùa trước là anh cứ làm đồ hi-fi thôi. Hi-fi tức là amply, rồi amply Hackman cắt đông, loa JBL hi-fi chẳng hạn thế. Yeah. Xong có thấy bán hàng bình thường thôi. Yeah. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu là bọn anh nó có thì có một đôi loa cái gì là mình thấy Hackman. À. Đó là đôi K2S 5500. Thế thì thực tế mà nói là lúc bấy giờ bọn anh sử dụng những cái amply của anh có ấy, như Hackman cắt đông hoặc là NAD. Thế do đó thì bọn anh loay hoay mãi. Thế nhưng mà có lẽ bọn anh bắt đầu sự nghiệp high-end là bắt đầu từ đấy. Đấy. Yeah. Thế bắt đầu sau đó thì mình quay lại xem là mình sai ở đâu. Thế đầu tiên là bọn anh chỉnh lại bằng tăng âm, sau đó thì bọn anh phải chỉnh lại vấn đề điện, như anh nói với em ấy. Yeah. Rồi là sau đó lại phải chỉnh lại cái tiếp xúc. Sau đó là phải chỉnh lại về acoustic. Cuối cùng thì bọn anh cũng đánh ra được cặp loa đó. Bao lâu mới đánh ra được anh? Bọn anh phải mất loanh quanh cái thời gian bây giờ, phải mất gần một năm trời. Một năm trời? Gần một năm trời lay hoay. Trên thực tế là 2006 đến 2010 bọn anh phải học về high-end rất nhiều. Dạ vâng. Bọn anh học về high-end rất nhiều bởi vì lúc đấy giờ nó high-end nó sẽ sang một cái chương khác, tức là nó cái sự chính xác nó nhiều hơn, và lúc bấy giờ nó không còn là, tức là nói đại cương quá nữa, mà nó đi vào từng động tác luôn. Anh nói ví dụ như em bắt cái cọc loa vào, yeah, vào cái loa này, em biết rõ nó là bắp chuối hay là càng cua, nhưng mà em bắt thế nào, tay em bắt thế nào, nó là cả một vấn đề mà nó ảnh hưởng đến âm thanh. Thì sau 4 năm thì bọn anh làm thì bọn anh mới hiểu về rất nhiều cái hiện tượng vật lý ở high end.
cũng như bắt đầu hiểu về acoustic. Tại vì là chúng ta nghe loa thẳng nhưng mà trên thực tế thì 50% là phản xạ, kiểu như thế. À, đó là cái xài lần đầu anh đã mất khoảng tầm 1 năm để mà thử xài. Sau đó là 4 năm để học. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Và câu chuyện đó thì tiếp tục như thế nào? Tại vì anh phải đi nước ngoài hay là chính người Việt Nam mình cũng có thể... Bọn anh sử dụng cái thực nghiệm ở đây rất nhiều. Anh phải nói là anh có cái thời gian thực nghiệm ở Ngô Quyền lúc giai đoạn trước là rất nhiều luôn. Thậm chí bọn anh đã thử những cái ổ điện ấy, những cái ổ điện khác nhau và là cái âm thanh khác nhau. Từng cái ổ điện? Ổ điện khác nhau. Và cái hệ số kết nối thì về sau anh rút ra kết luận là tức là hai em nó rất là kỹ lưỡng. Nó kỹ lưỡng. Và nó rất là chi tiết. Nếu mà mình muốn hiểu nó thì bản thân mình cũng phải là thực nghiệm. Bản thân mình cũng phải thực nghiệm. Nhưng qua tất cả thì anh rút ra cái ổ những thiết bị của Mỹ là rất đáng tin cậy. Ví dụ như bây giờ rất nhiều cái ổ điện, nhưng ví dụ như là những cái thương hiệu, những thương hiệu khúc bèo làm ổ thì anh vẫn thấy thích sử dụng hơn. Đó là cái giá trị của high end. Nhưng mà cái giá trị này em cảm nhận được nhé. Đó là chỉ rút ra khi mà mình đã có đủ cái khoảng thời gian để mình trải qua. Đúng. Thì thấy nó đáng giá. Đúng. Và từ đó thì em mới cảm nhận, nghĩ ngược lại là tại sao khi mà rất nhiều những anh chị lớn, những xin được gọi là những cô chú lớn tuổi, thì đã khi đã có cái khoảng thời gian họ trải qua, họ có những cái trải nghiệm, những cái cảm xúc rồi, thì họ thấy là những thiết bị high-end này nó đáng với cái mức giá mà em biết là khoảng tầm vài tỷ đồng hay đến vài chục tỷ đồng. Như thì anh Tùng cho em biết thêm về liệu cái vài chục tỷ đồng có đúng là cái mức giá trị của một sản phẩm high-end chưa? Hay nó ít hơn thế? Hay là nó nhiều hơn thế nữa? Sự thật thì là có những cái âm ly, có những bộ loa là người ta làm tới cái giá trị đấy. Và mình cũng hiểu là tại sao người ta làm ra những sản phẩm như thế. Còn cái việc mà người chơi Việt Nam mình, người chơi high-end, nếu mà đúng là thì người ta không bao giờ người ta chơi bộ ngay. Tất cả những cái bản đồ của cái audio file Việt Nam hiện tại, người ta đều bắt đầu từ một bộ nhỏ. Xong rồi trong quá trình chơi, người ta nghe dần lên. Người ta nghe dần, người ta tiệm cận tới cái, như anh nói với em, đó chính là live và music, nhạc sống. Thì họ mới phát hiện ra là nghe cái này hay, nghe cái này hay hơn. Và thực ra hiện tại thì cái thị trường phát triển được ấy, chúng ta phải rất cảm ơn những người khách. Vì thực ra những người khách hiện tại thì là những người khách là hiện tại người ta cũng là coi như là gần như kiểu nói là đồng chí, chung một chí hướng và cũng đam mê âm thanh, để làm sao được ra một cái mà tái tạo audio tốt nhất. Đấy, cho em thấy ở những cái show nhé, triển lãm thì những cái người mà phân phối mà có show ấy thì hay gặp những khách hàng. Yeah. Người ta không nói chuyện mua bán đâu, nhưng người ta sẽ đàm đạo, người ta nói chuyện về những vấn đề tái tạo âm thanh nên như thế nào, hoặc là những kỹ xảo sử dụng đồ hen như thế nào, nên chống rung như thế nào, nên dùng của cái gì, nên cắm như nào, nên để dây ra làm sao. Thì đấy là audio file hiện tại của Việt Nam. Mà anh nghĩ là cả chung cả thế giới là như thế thôi. Đều là những người bạn mà rất là tâm đắc về vấn đề audio, về thiết bị cũng như là âm nhạc. Thì anh Tùng có nói với em một chữ, đó là hai chữ chứ, đó là cái đam mê. Đầu tiên là phải đam mê về âm nhạc, về âm thanh. Bản thân anh là người đam mê như thế nào về âm nhạc, âm thanh? Anh có phải là một người, anh là một dân kỹ thuật, anh có chơi trống hay là anh có chơi nhạc cụ nào? Trước kia thì anh có chơi guitar. À, dạ. Anh chơi guitar năm đầu tiên thì phải, anh chỉ nhớ là anh chơi guitar vào năm anh học lớp 7, tức là rơi vào tầm 12 tuổi. Ở Hà Nội. Dạ. Thì anh có một ông tên là, thật ra ông ấy là chú ấy, là chú làm ở Viện Bạch Mai, ở Hoa Huyết Học. Thì chú dạy anh cái bài Rondo số 7. Tinh 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 tinh. Đấy là cái bài đầu tiên anh học. Đấy. Về guitar thì sau đó thì bọn anh thì đầu tiên đồ re mi fa sol la si đố, xong bắt đầu về sau là cũng đến được một cái là nghe một cái là có thể chơi được. À, tái tạo. Không cần nốt luôn. Đó là một cách tái tạo đấy. Chơi được. Thế thì cũng là một trong những cái mà cái khoảng mà cũng đẹp đẽ của bọn anh. Đến năm lớp 11 rồi cũng định ra sân khấu trình diễn bài Layback Someone đấy, của Smokey đấy. Rồi là
một số bài nữa, rồi thì nó cứ trôi đi thôi. Thế nhưng ngay trong cái quá trình đấy thì bọn anh đã nghe nhạc rồi. Những năm đấy là anh đã nghe nhạc rồi, anh đã nghe bằng một cái hệ thống như vậy là sử dụng một cái máy cassette của Nhật, nhưng bọn anh lấy cái loa ở trong máy ra đóng một cái loa thùng để nghe custom, cho tiếng nó ấm hơn, cho tiếng nó tốt hơn. Thế và anh đã chơi đầu đĩa than, thì anh đã phải sử dụng một cái đầu đĩa Philips. Sau đó anh cho cái kim, có lẽ cái kim đầu tiên trong cái sự nghiệp của mình, stereo, là kim Shure M44, tôi còn nhớ, tức là magnetic, là có cái nam châm nữa, nam châm. Còn cái việc mà nếu mà nghe lúc đấy, cái thời điểm đấy, em nhớ đó là ở Việt Nam mình, ngay cả Hà Nội, cũng không có nhiều tác phẩm để nghe. Đĩa cũng đâu. Đĩa thì lúc bấy giờ thì năm 1976, thì như vậy là đầu tiên, tức là trước năm 76, năm 73, thì bọn anh được nghe là phiên chợ 34 rồi. Anh nghe phiên chợ 34 và anh được nghe Robertino rồi. Anh được nghe Dalida. Một số đĩa nhạc Nga, địa kỷ địa chỉ của chúng tôi, liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết ấy. Bài đấy và đĩa hát đấy, rồi là Anna Vukasova thì bọn anh nghe rồi, nhưng mà thực ra thì nó vẫn còn hẹp. Nhưng mà sau ngày sau năm 75 thì cái giải âm nhạc nó thoáng hơn. Đầu tiên là bọn anh nghe được cái là nhạc trẻ hai có bài Beng Beng, Thanh Lan hát. Dạ vâng. Cái đấy là khi mà nghe cái đấy là phải nói là nó tác động mạnh vào cái tinh thần của mình. Được. Trước giờ mình nghe nhiều cái bài nó bài hát cái mạng nhiều quá. Thế cho nên lúc sang đấy một cái bài nó mềm mại, một bài tình ca mềm mại rất hay. Thế nó tạo cái dấu ấn. Sau đó thì bọn anh nghe, em nhớ là cái băng bọn em thì không thể biết được. Giai đoạn đấy là nó có cái băng nhạc Sài Gòn 10, nó có chơi Pomoriat. Cho nên có những cái bài hát đến giờ này bọn anh, ví dụ như bài Michel của Beatles thì anh lại biết qua Pomoriat trước, nhưng mà đến thời sinh viên thì mình nghe lại Beatles cái thời kỳ 81-82. Cái thời đấy vẫn là nghe nhạc đã nhất hay là tới bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thời đấy thì đúng là nó thật ra mình dùng cái từ là uống từng ngụm nhạc một, bởi vì mình thích quá mà nó cứ nói chung là nó rất là thích, nó rất thích những giai điệu nó tuyệt vời luôn. Bây giờ cũng vẫn thích chứ. Bây giờ cũng vẫn thích, nhưng mà thực ra thì cái này thì bây giờ mình đã là một cái người mà làm về âm thanh rồi, thì âm thanh nó cũng đòi hỏi cái sự nó chuẩn xác và nó chính xác hơn. Thật sự là em khi mà em nghe tới bây giờ em mới hiểu tại sao anh đam mê âm thanh như vậy. Đúng. Cái việc mà anh tái tạo lại âm thanh giống như là anh tái tạo cả một cái quãng hồi ức của mình. Nếu bây giờ anh được nghe lại một bài hát Bang Bang thôi, thì chắc anh cũng sống dậy cả một cái thời trẻ trẻ. Cho đến giờ này thì bọn anh vẫn nghe rất nhiều nhạc Pháp. Bởi vì là những năm đó là cái tình ca nhạc trẻ của Việt Nam mình là nhạc Pháp rất nhiều. Của Kisok. Và sau này thì bọn anh có những lúc, cũng lúc cái tâm trạng anh muốn nghe cái Pre 75. Thực ra là gì, có cái gì đâu, đó là cái hồi ức. Thế âm nhạc nó là cái dùng âm thanh để truyền tải cái tình cảm. Cho nên mình có thể là mình muốn trở về một cái ký ức nào đấy với đúng cái bài hát như vậy. Tức là những cái băng nhạc trước 75 đấy. Như là nhạc trẻ 2, tình ca trẻ 2, tình ca trẻ 1 đấy. Bọn anh có thể là phải nghe cụ thể lại những bài như thế. Nhưng mà rất tiếc là những bài như thế thì hầu như bây giờ chất lượng của nó cũng bị suy hao nhiều. Hồi xưa là băng cối, sau đó thì mai một đi. Bây giờ cũng có nhiều người là ủn lên trên cái tuber đấy. Nhưng mà nghe thì lại chỉ nghe lại chỉ còn lại nó gọi là kỷ niệm. Nhưng mà thật sự cũng có nhiều người nói đó là nếu mà không có nhạc số thì chắc chắn đó là cả một cái kho tàng âm nhạc trước đây mất hết. Đúng, chính xác luôn. Chính xác luôn. Đó, anh cảm nhận như thế nào về điều này? Bởi vì rõ ràng là các nền tảng số, chẳng hạn như là nhạc số hay là các thiết bị streaming, những thiết bị kết nối thông minh đa tầng. Chứ như trong nhà của mình, em đến nhà một người bạn, là em đến phòng khách là cũng nghe một bài đấy, cũng tới đoạn đấy, xong bước lên cầu thang là nó đi tiếp tục, là nó nối với nhau hết. Nhưng mà nó có tương thích với lại các thiết bị mà anh đã thấy, như là các thiết bị nghe nhìn cao cấp high-end không? Đó, nếu mà không có nhạc số thì mình mất hết, nên bắt buộc phải có nhạc số, bởi vì đó là trào lưu và đó là cái nơi lưu giữ tốt nhất. Nhưng mà liệu nhạc số có kết hợp tốt với các thiết bị high-end không? Ý kiến của anh thì sao? Có. Giờ có một số phần mềm chuyên trách cho high-end trong nhạc số.
Ví dụ như hiện tại như là bọn anh sử dụng cái AccountIDER mà sử dụng nhạc số là rất tốt. Và cái phần mềm đó là phần mềm, có lẽ là phần mềm streaming từ ổ, từ từ cái server của cái nhà nhà cung cấp thiết bị, thời cung cấp dịch vụ lưu trữ, lưu trữ là hiện nay là tốt nhất bây giờ. Yeah. Thì bọn anh sử dụng cái đấy, nhưng mà quan trọng nhất đối với lại cái high end là các bạn phải có cái DAC tốt. Cái DAC tức là cái giải mã đấy. À, bộ giải mã. Tức là giải mã từ nhạc số thành ra là analog. Nhưng mà bởi vì cái cuối cùng thì chúng ta cần là analog. Dạ vâng. Nhưng mà cái chất lượng của cái chất lượng giữa việc anh nghe thông qua bộ DAC, bộ nhảy mã và anh nghe cả một cái chiếc đĩa của bài Bang Bang đó, anh cảm thấy nó thế nào? Nếu những bản nhạc mà thu, thật ra anh không thể nào nhớ được cái mốc, là anh chỉ nhớ là 24 bit 192 kHz ấy. Mà khi cái chuẩn ấy ra, khi em thu nhạc số được vào cái dạng đoạn đó thì có lẽ là cái định dạng đấy nó sẽ thống lĩnh toàn bộ. Dạ. Yeah. Bởi vì khi em đạt được cái mục đích đấy thì nó em không thể nào em tức là gần như là không biết gì nữa về cái chuyện là số hay là không số. Nó nghĩa là cái chuyện tính tự nhiên nó rất cao. Nó thưởng thức rồi. Thưởng thức rồi. Thưởng thức. Dạ. Thế còn em hỏi về cái những bài hát beng beng của anh nghe hồi xưa ấy, thì anh lại phải nói về cái chuyện ghi âm lại một tí để em hiểu. Dạ đấy, em xin nghe. Những năm 70 với 80 là con người ta sống mãi với lại đĩa than. Người ta quyết tâm có thể là cái đĩa than đã là một cái nền tảng. Và cái đấy là cái xuất xứ từ người Nhật. Cho nên là cái vấn đề này thì cái giai đoạn trước ấy, đã có những cái giai đoạn nhé, người ta đi cái hướng nó hơi khác đi một tí. Đấy. Đó là băng cối, rồi là băng nhé, băng ghi âm nhé. Yeah. Rồi đĩa than nhé. Thậm chí là video ca nhạc chẳng hạn. Dạ vâng. Và cho đến cuối cùng thì người ta mới tối ưu hóa một cái là cuối cùng là nhạc số. Thì hỏi câu hỏi này thì nó rất khó là vì thế này. Nếu em muốn nghe Beaton thì em buộc phải dùng băng. À. À, không có. Thì theo anh biết hiện tại tất cả những cái bản remaster ra nhạc số ấy, thì hình như là hiện nay là mới có thành công cách đây độ 1-2 năm gì đấy. À, là cũng... nghe là ổn. Cũng phải theo cái quá trình thời gian kỹ đấy, thuật tốt hơn nữa đấy. Thế còn bản thân như là đĩa than chẳng hạn, ví dụ những cái master từ năm 50-60 rồi mà người ta làm master là đĩa than luôn rồi. Yeah. Tức là ghi trên paraffin xong ra đĩa đồng, xong đầu ra đĩa than nữa, thì bây giờ làm sao mà bảo người ta sống lại để làm nhạc số được đấy. Vậy thì em quyết định là em xin phép mình sẽ để lửng câu trả lời ở đây. Ừ. Vì chính bản thân anh Thanh Tùng là ở một thế hệ trước, vẫn đang sống trong thế hệ này, vẫn đang có chơi âm nhạc không, thế hệ này. Nhưng yeah. Sau cái thời kỳ mà anh nói em 192 ấy, yeah. Thì từ bây giờ nhé, là sẽ là nhạc số. Dạ, yeah. Đấy. Nên cái cảm nhận này đó em vẫn để lửng thôi, tại vì nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người và mỗi thời gian. Không, đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Nên hôm nay thì Audio Labs tụi em vô cùng may khi nhờ được anh tái hiện cả một cái quãng trời ký ức riêng của anh về âm thanh. Về không âm phải hình. Không phải riêng anh đâu, mà yeah. Nếu mà nói về audiophile toàn cầu ấy, là đều hiểu cái vấn đề đó đấy. Yeah. Kể cả về những cái giai đoạn mà sục sôi phong trào đĩa than ấy, những năm 76, cho nên là nếu ai những ai mà sành điệu bây giờ là vẫn đi tìm đĩa than năm 72 đến 78 để chơi. Dạ. Yeah. Bản thân cái chất lượng đĩa lúc bấy giờ, bản ghi bây giờ nó tốt. Gần như là rất là tốt. Dạ. Yeah. Nên trong những số tiếp theo của Audio Labs Podcast thì tụi em sẽ mở thêm về chủ đề này. Vẫn mời anh Thanh Tùng để anh giúp tụi em hiểu rõ hơn về thị trường nhạc số, loa không dây, hay là dĩ nhiên là cả một cái dòng chảy lịch sử của ngành high-end đã thay đổi như thế nào. Đúng. Cảm ơn anh Thanh Tùng rất nhiều. Nếu được thì em xin anh một chia sẻ nữa của anh, đơn giản thôi, đó là anh cảm nhận đó là một khoảng thời gian vừa qua của anh với lại sự nghiệp âm nhạc, anh cảm thấy đã thế nào? Anh thấy rất là vui và anh rất yêu nghề này. Đến giờ này thì anh vẫn có một cái cảm giác là không phải đi làm. Bởi vì khi anh đến nơi thì anh thấy một rừng loa, một rừng tăng âm. Và đấy là cái chuyện tái tạo âm thanh là lúc nào anh cũng cảm thấy thú vị. Thế anh vẫn cứ nghe và anh vẫn cứ kiểm định lại và anh kiểm tra lại tất cả những cái đó. Và anh đấy là cái sự yêu thích của anh. Thêm một câu nữa anh nhé.
các thế hệ sau anh mong muốn thế nào? Chẳng hạn như nếu mà nói về thế hệ của em của Vĩnh Phú thì nó hơi khác một tí, nhưng mà cụ thể như là con của anh thì sao? Những thế hệ nhỏ tuổi trong nhà của anh. Nó thay đổi khá nhiều. Hiện tại về cái chuyện mà cái hướng cho các bạn về sau ấy, thì nó thứ nhất là cái nhạc số. Bởi vì cái cách lịch sử quá mà. Thì mình phải sống trong cái thời kỳ đấy cơ thì người ta mới nắm được. Yeah. Thì bọn anh là thế hệ, ví dụ như là anh là 67 chẳng hạn, thế thì những cái ví dụ sau anh 5-6 tuổi anh mới phải biết là anh có máy quay đĩa cho các thứ nào tay, còn lại bây giờ thì có lẽ là anh nghĩ là nhạc số sẽ lên ngôi. Nhưng mà vẫn, nhưng mà các bạn ấy vẫn yêu thích âm nhạc và vẫn có cách để các bạn ấy có thể quay trở lại nó sẽ có nhiều cái không hai em thì hay đợi thôi, thời gian anh sẽ nói hết bản chất. Cái hai em thì hiện tại là nó chỉ là một, tức là một góc thôi, nhưng sau này nó sẽ có những cái mà nó cái nghe nhạc cá nhân bây giờ sẽ lên ngôi. Yeah. Vì cái tính cá nhân hóa nó cao hơn, người muốn nghe nhạc của mình và cái headphone này nó sẽ là trào lưu sẽ lên. Yeah, vâng. Đấy là cái do cái tâm lý của cái người trẻ hơn thôi. Yeah. Vì con người ta các thế hệ sau nó sẽ thay đổi dần. Yeah, vâng. Chứ mình cũng không muốn như vậy. Dạ. Chúng tôi sẽ tạm dừng podcast đầu tiên ở đây và cái câu chuyện này sẽ được mở rộng ra trong những số tiếp theo. Cảm ơn anh Thanh Tùng rất nhiều đã đến với lại Audio Labs Podcast. Cảm ơn Phúc.